Do vô minh mới sinh ra hành. Hành là có ba hành. Này các tỳ kheo, có ba hành này: thân hành, khẩu hành và ý hành. Thân hành là nghiệp thân, khẩu hành là nghiệp khẩu, ý hành là nghiệp ý. Tức là trong cái tam nghiệp thân khẩu ý, nó sẽ khởi lên những điều ác do vô minh, không sở nghiệp, không biết được rằng nghiệp là cái nguyên nhân của mọi khổ đau, không biết được như vậy. Do vậy cho nên tạo cái nghiệp, cho nên vô minh sinh hành, đó là lý do. Bởi vì cái này là chỉ có duyên thôi mà. Vô minh duyên hành, thì duyên hành thì hành sẽ sinh khởi, chứ không phải là vô minh trực tiếp để sinh ra hành. Cái này có thì cái kia mới có, vô minh có thì hành mới có. Nếu vô minh không thì hành sẽ không. Có nghĩa là khi con người chúng ta hết vô minh, có nghĩa là hiểu biết, đầu óc không còn tăm tối, không còn mê lầm nữa, biết cái nghiệp của mình tạo lên là mình sẽ bị nhân quả báo ứng. Nhân quả báo ứng đó chính là Đức Phật đang báo ứng. Tức là Đức Phật đây là nói về cái đấng tối cao và cái pháp thân của Ngài, gọi là Như Lai. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng nếu vô minh không thì hành sẽ không. Khi biết được nghiệp là cái yếu tố khổ đau bị báo ứng thì con người sẽ không còn tạo nghiệp nữa, gọi là vô minh diệt thì hành diệt. Cái này diệt thì cái kia diệt. Như vậy cái vô minh này do con người không hiểu biết, chứ cũng vậy cái vô minh này nó sinh hành, sinh thức, sinh ra con người, không phải như vậy. Đây là một cái nguyên lý sinh khởi. Và cái nguyên lý sinh khởi này là được Đức Phật quy định, chứ không phải là vô minh tự nhiên nó xuất hiện, vô minh tự nhiên nó có, không phải như vậy. Vô minh là do con người vô minh. Nếu con người hết vô minh, con người không còn vô minh, con người hiểu biết được thì không bao giờ tạo nghiệp. Ta lấy ví dụ như một cái hòn than. Người lớn thấy một hòn than lập loè trước gió thì người lớn không bao giờ cầm vào. Bởi vì người lớn biết rằng nếu cầm vào cái hòn than đang lập loè này là nó sẽ gây bỏng. Mà nếu nó gây bỏng thì nó sẽ đau khổ. Đó là người lớn gọi là minh, gọi là minh minh. Minh minh là biết được cái gì? Biết được cái hòn than này là tác nhân gây ra đau khổ. Nếu cứ cầm vào nó là sẽ bỏng. Đó là người lớn. Nhưng một đứa trẻ 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi gì đấy, nó thấy một cái hòn than lập lòe như vậy, nó thích, nó thích cho nó cầm vào. Cầm vào rồi thì nó đau, đau rồi thì nó khóc, nó chẳng biết nguyên nhân là do hòn than. Do vậy cho nên gọi là vô minh sinh hành. Cái hành này tức là nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý được tạo ra thì sẽ chịu một cuộc đời đau khổ. Thì đấy là cái nguyên nhân trong cái luật nhân quả trong cái bánh xe sanh tử. Thế thì để mà khám phá đến cái bánh xe sanh tử và luân hồi trong 3 cái đời của loài người, mà loài người đang bị đọa vào cái biển khổ sanh tử này, không bao giờ ra khỏi, trôi lăn trong 5 đường sanh tử, 6 đường luân hồi, trầm luân trong biển khổ sanh tử, là bởi giống như một đứa trẻ cầm hòn than. Nó luôn luôn đau khổ. Hôm nay nó cầm rồi nó lành, ngày mai thấy nó cầm tiếp, nó lại tiếp tục bị bỏng, nó vẫn đau. Rồi ngày kia thấy hòn than lập loè, nó lại cầm tiếp. Bởi vì nó không biết đó là cái nguyên nhân của mọi khổ đau. Còn đối với người lớn thì biết được rồi, phải tránh xa nó ra. Thì đó là minh. Minh thì tránh nghiệp, diệt nghiệp, tránh những cái nghiệp độc ác này. Thì như thế là sẽ giải thoát, thoát mọi khổ đau.
thì gọi là minh minh. Minh minh là biết rõ tứ đế, biết rõ năm uẩn, thế nào là vô minh, thế nào là minh. Phật giải thích trong kinh Trường A Hàm. Thì như vậy chúng ta biết được rằng cái nghiệp là cái nguyên nhân gây ra đau khổ, nhưng mà nghiệp không phải là cái trực tiếp để báo ứng con người. Chúng ta không sợ nghiệp một tí nào cả. Chúng ta chỉ sợ khi tạo ra cái nghiệp ác mà bị Đức Phật trừng trị, bị cái đấng tối cao trừng phạt về cái tội lỗi, cái độc ác của mình thôi. Biết như vậy để mà tránh thôi. Cái nghiệp nó chẳng là cái gì cả. Nghiệp là do chúng ta quyết định. Chúng ta là người tạo ra nghiệp, chứ đâu phải nghiệp tạo ra con người. Nghiệp không tạo ra con người được, mà con người tạo ra nghiệp. Bởi vì mình muốn làm ác thì mình làm ác, mình muốn làm thiện thì mình làm thiện. Mình nếu làm thiện thì thoát khỏi mọi khổ đau. Bởi vì nhân quả báo ứng theo nghiệp. Tức là việc thiện thì báo vào an lạc sướng vui, mà nghiệp ác thì báo vào những cái khổ đau. Đó là cái nguyên tắc của luật, luật trời. Đấy là cái luật của trời đình. Chứ không phải là nghiệp là tất cả đâu. Do vậy cho nên quá trình nhận thức về cái duyên khởi thì chúng ta thấy được rằng cái này có thì cái kia mới có, còn cái này không thì cái kia sẽ không. Cái này sinh thì cái kia sinh, còn cái này diệt thì cái kia sẽ diệt. Ví dụ như vô minh có thì hành mới có. Bởi vì con người lầm mê như một cái đứa trẻ, nó không biết hoàn thán là nguyên nhân của gây bỏng thì nó cầm vào, thì gọi là vô minh sinh hành. Vô minh duyên cho hành sinh khởi. Còn người lớn biết hoàn thán là nguyên nhân của mọi khổ đau, gọi là hết vô minh. Bởi vì khi hiểu biết được rồi thì hết vô minh, không còn vô minh, không còn lầm mê nữa. Thế thì khi hết vô minh rồi thì hành cũng hết. Tức là vô minh diệt thì hành diệt. Có nghĩa là con người không tạc vào những cái nghiệp ác nữa. Thì đó là cái nguyên nhân của 12 nhân duyên. Chẳng vậy 12 nhân duyên này nó sinh ra con người trong 3 kiếp hiện tại, quá khứ và tương lai, không phải như thế. Mà nó sinh ra trong khổ đau. Thế thì khi vô minh mà sinh ra hành rồi, thì bây giờ hành mới sinh ra thức. Hành làm duyên cho thức. Hành duyên thức. Thức là gì? Thức là có 6 thức. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Trong đó có cái ý thức con người và các giác quan cảm giác. Đây là hệ thống trí giác của con người và thực thể tinh thần của con người. Thế thì cái kiếp này chúng ta là vô minh nên chúng ta sinh ra hành. Hành là cái gì? Là cái yếu tố của nghiệp. Thân hành, khẩu hành và ý hành. Tức là các cái hoạt động tác nghiệp. Khi tạo ra nghiệp ác và sau đó chúng ta chết đi, thì cái nghiệp ác đó được phân tập lại. Cái tập là ở chỗ 3 cái hành này đây. Các tập khí phiền não, các cái tập khí hư ngụy từ vô thị. Thế thì từ cái kiếp này là như vậy, chúng ta chết thì cái thức này là nó tồn tại như nó mất. Thì xác của chúng ta là mất, những cái chủng tử thức gọi là thức chủng tử, nó tồn tại bao gồm ý thức và các giác quan cảm giác, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Như vậy nó tồn tại thì gọi là cái linh hồn. Thế thì khi nó tồn tại thì nó bị thấm nhuần nghiệp, thì từ thức vô lậu thành thức hữu lậu. Tức là lúc này là nó trở thành thức hữu lậu. Bởi vì nó thấm nhuần phiền não này. Thì ý thức chúng ta nó thấm nhuần phiền não này. Các tạp khí phiền não. Rồi nó thấm nhuần những cái gì nữa?
tất cả những cái nghiệp lực hương vị mà chúng ta tạo ra, tức là trong cái tam nghiệp thân khẩu ý, đó là uẩn hành làm duyên cho thức để thức sinh ra. Thì sinh ra ở đây là thức hữu lậu. Nếu chúng ta không có phiền não, và nếu chúng ta không làm ra những cái điều ác, chúng ta luôn vui, không có những cái sầu bi khổ não nào cả, thì cái ý thức của chúng ta nó trong sáng, nó không bị thấm nhuần bởi những cái lậu hoặc này. Đấy gọi là lậu hoặc. Nhưng ngược lại, vì chúng nghiệp khẩu và nghiệp ý khởi lên chúng ta chửi nhau, thì chúng ta phiền não. Phiền não nó thấm nhuần vào đâu? Nó thấm nhuần vào ý thức. Cho nên ý thức chúng ta nó phiền não. Con người chúng ta vốn thể là trong sáng. Chúng ta cứ chuyên làm việc thiền đi, chúng ta không có phiền não. Mà không có phiền não thì rõ ràng là thức đó là thức vô lậu. Còn khi chúng ta bị các cái tập khí phiền não này thấm nhuần vào thức thì gọi là thức hữu lậu. Thế bây giờ chuyển từ cái thức vô lậu này thành cái thức hữu lậu, thì lúc này thức hữu lậu được sinh ra, gọi là hành sinh thức, là sinh như vậy. Thế này thì có một cái lý do để sinh, bởi vì vô minh sinh hành. Nếu hành mà được sinh bởi trí tuệ thông minh, bởi sự sáng suốt không lầm mê, thì cái hành đó là thiền. Mà cái hành thiền thì không có phiền não. Mà không có phiền não thì rõ ràng cái thiền mà nhập vào cái thức, thì cái ý thức trong sáng thì không bao giờ đọa vào các cái vấn đề khổ đau của sâu bí khổ yếu não trong 12 nhân duyên. Nhưng vì cái nghiệp này, tức là cái hành này được sinh bởi vô minh, cái ngu dốt bao giờ cũng sinh ra những cái việc làm tồi tệ. Còn những người thông thái, những cái người đạo đức thì sinh ra cái việc làm nó lương thiện. Mà cái nghiệp sinh ra từ vô minh thì chúng ta biết sinh ra từ một cái chốn đen tối lầm mê. Và cái chốn đen tối lầm mê này thì nghiệp đấy là nghiệp ác. Và nghiệp ác thì rõ ràng là cả cái tạp khí phiền não nó được chất đầy nó ngấm vô thức, thì gọi là hành sinh thức. Đó là hành sinh thức. Thế thì khi hành sinh thức, thức hiệu lầu được thẩm nhuận nó nghiệp rồi, thì lúc này thức mới sinh ra danh sắc. Danh là gì? Sắc là gì? Danh là thọ tưởng tư xúc tạc ý. Còn sắc là thể chất, tức là sinh ra vật chất và sinh ra tinh thần của con người. Chúng ta đang nghiên cứu cái uẩn thức ở trong tiểu thư đề đình, trong quá trình chiếu kiến ngũ uẩn giải không, thì ta thấy là dựa trên cơ sở cái thức hiểu lầu này, tức là nó được tập hợp tất cả những cái nghiệp lực hương nguy trong cái trí nhớ của ta. Thế thì khi chúng ta đứng sống như thế này, chúng ta cứ làm bao nhiêu tội ác đi, đến khi chúng ta chết một cái thì nghiệp nào nó thấm nhuận trong cái thức, thấm nhuận trong cái thức rồi thì xuống ngục nào là theo nghiệp để mới xuống. Phật nói có địa ngục, từ cái địa ngục này mới tùy duyên để sanh vào cái thân nào. Trong đó là có ngục vô gián. Địa ngục vô gián tức là địa ngục A Tỳ, là địa ngục sâu thẳm nhất, những cái tội ác mãn rợ nhất thì đưa xuống cái địa ngục A Tỳ này. Cho nên khi chúng ta tạo ra cái nghiệp ác, nó thấm nhuần vào trong thức, là nó thấm như thế. Nó thấm trong thức là cái thứ nhất, là nó thấm cái phiền não vào thức, cái làm cho cái thức lu mờ đi, làm cho trí tuệ nó dột đi, nó lu mờ đi. Cái thứ hai này là cái trí nhớ trong thức ấy, của cái ý thức con người chúng ta là nhớ rõ như in, thì cũng dấu được tấm sắc phân biệt. Bởi vì khi ý thức chúng ta nghĩ ra một cái là phân biệt rồi, cái này phải gọi là tha tâm thông.
khoa học người ta cũng đã thực nghiệm cái vấn đề này thành công để ghi nhận là có thật. Đó là cái thân giao cách cảm, một người ngồi bên kia tường, một người ngồi bên này tường, người bên kia nghĩ cái gì thì người bên này ghi ra cái đó, người bên kia cũng ghi ra theo cái dòng suy nghĩ của mình và đấu lại với nhau thì nó đúng. Các nhà khoa học trên thế giới người ta khảo sát nhiều vấn đề này, hiện tượng thân giao cách cảm, thì người ta thấy đúng. Đức Phật cũng nói như vậy, cái nghiệp ý của chúng ta khởi lên một cái nghiệp ác ngài đã biết rồi, và khi ngài đã biết rồi thì nói tóm lại là nghiệp ý vẫn bị bắt, cho nên tám nghiệp thân khẩu ý là bị bắt, nếu nghiệp ác là phải đọa sanh hành khổ, còn nghiệp thiện thì đưa vào bán cho đầy đủ mọi thứ về cuộc sống an lạc sướng vui. Thì đó là cái luật nhân quả Đức Phật tạo ra, luật nhân quả thì Đức Phật thực hiện theo luật nhân quả để báo ứng cho cái loài người này. Do vậy cho nên cái hành sinh thức thì chúng ta thấy được như vậy, rõ ràng là cái nghiệp chúng ta tạo ra là cái bộ nhớ chúng ta nó nhớ, nên cái ý thức chúng ta nó nhớ, ý thức chúng ta nhớ khi chúng ta nghĩ đến cái việc làm của mình cái là Phật biết đáng chối tôi được, chúng ta chỉ cần suy nghĩ cái là Phật đã biết thôi, chứ chưa nói đến cái đoàn tạo ra nghiệp Phật biết. Thế thì Phật ở đâu? Một cái trí tuệ siêu việt có 32 tướng và 80 tùy hình học đang ẩn trong thân chúng ta, gọi là tấm vương. Cái tấm sở chỉ cần khởi lên một cái ý niệm thì tấm vương biết, chứ chẳng đi đâu mà trốn tội được hết cả. Do vậy cho nên tập hợp cái tội này lại thì lúc đó mới báo ứng cái nhân quả trực nghiệp sau. Thì bây giờ báo ứng thân nào? Thì lúc này dựa trên cơ sở thức làm duyên cho danh sắc về sinh khởi. Thế thì khí thức làm duyên cho danh sắc, thì danh là thọ tưởng tư xúc tạng ý, trong đó có một đối tượng gọi là tưởng, tưởng là nhất hợp tưởng, đây chính là trí tuệ Phật, chính là Phật tánh như chúng ta đã quan sát ở trong năm uẩn. Thọ tưởng tư xúc tạng ý đó là thuộc về tinh thần của con người, rồi vật chất là sắc tức là thể chất. Thì lúc này thể chất và tinh thần của con người tiếp tới đây dựa trên cơ sở nào để sinh? Dựa trên cơ sở thức. Dựa trên cơ sở thức là một cái tập hợp của nghiệp ở trong ý thức, nghiệp nằm trong ý thức hết cả, trong bộ nhớ chúng ta hết cả, chứ người đâu cả. Thì lúc này dựa trên cơ sở nghiệp để sanh ra thân là thân nào? Tật nguyên bẩm sanh, nếu nghiệp quá lớn. Do vậy cho nên là định sinh, định sinh là do đối thức, dựa trên cơ sở thức để sinh ra danh sắc, gọi là thức duyên danh sắc. Thì danh là tinh thần con người, sắc là thể chất con người. Thì chiếu theo nghiệp, nếu như nghiệp ở thức mà nặng, do thẩm nhân thức hiểu lầu, thức hiểu lầu mà lu mơ thì sẽ sinh ra kiếp sau là tật nguyền bẩm sinh. Thế khi vật chất và tinh thần được sinh ra rồi thì lục nhập, vật chất được sinh ra như thế nào? Sắc được sinh ra là có sáu trần: nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, ý, sinh ra đủ các cái bộ phận của cơ thể. Ở phân sắc là nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, ý, còn ở phần tinh thần là gồm có vị, hương, xúc, pháp, sắc, thinh, là các giác quan cảm giác của con người. Thì như vậy cái ý thức là nằm trong cái trần nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, là cả cái bộ phận vật chất. Còn ý là cái ý thức của chúng ta, như hôm trước là chúng ta
là nghiên cứu trong kiểu thứ đề định, trong cái nhập định. Rồi như vậy thì sáu căn là vì ứng xúc pháp sanh tinh, thì căn nhập với trần, tức là cái tinh thần nhập với cái thể chất. Lúc này là lúc con người được hoàn thiện về thể chất và tinh thần trong quá trình tái sinh. Trong quá trình tái sinh như Đức Phật nói rõ ràng về sinh ra vật chất để gọi là sắc, rồi sinh ra tinh thần gọi là danh. Thế thì vật chất nó có sáu bộ phận: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Rồi ý là ý thức, cũng được tính trong cái sáu trần. Rồi như vậy danh là cảm giác, quan cảm giác, ở trong đó có tưởng, là cái hồi nhập giữa lục nhập. Thế thì khi mà danh và sắc có đầy đủ rồi thì bắt đầu phải duyên cho lục nhập. Khi lục nhập thì tinh thần nhập được với thể chất rồi, thì trong đó là có thức, là bởi vì thức sinh ra nhưng thức không độc lập. Thức sinh nó chẳng qua là cái duyên sinh thôi, chứng về thức sinh trực tiếp ra con người. Cái thức hữu lập này là cái duyên. Thì như vậy là lục nhập mới sinh xúc. Thì lúc này con người chúng ta cũng được sinh ra. Cái kiếp trước là cái nhân quá khứ rồi, kiếp hiện tại này chúng ta được sinh ra và bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài. Khi tiếp xúc với bên ngoài thì bắt đầu xúc, người sinh ra thọ, sinh ra cái gì, sinh ra cái vui, sinh ra cái buồn, sinh ra tất cả mọi cái vấn đề về cái cảm giác trong cái lục dục. Mắt thì ưa xem viễn cảnh hàng ngày, tai thì ưa tiếng mật đường xưa nình, mùi thì quen người mùi thơm bất tỉnh, lưỡi thì diệt thêu lắm chuyện gay go, vân vân. Thì từ cái thọ này mới sinh ra cái ái. Ái là khát khao tham đắm, bởi vì cái gì cũng thích cả, bởi vì do cái tiếp xúc mới sinh ra thọ. Ý xúc nhân duyên sanh thọ, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, nhĩ xúc nhân duyên sanh thọ, tỷ xúc nhân duyên sanh thọ, thiệt xúc nhân duyên sanh thọ, ý xúc nhân duyên sanh thọ. Thì đó là cái tiếp xúc sanh ra thọ, do cái tiếp xúc của sáu dục và sanh ra thọ. Do vậy cho nên là bắt đầu thọ ái, tức là thọ sinh ra ái, thọ làm duyên cho ái sanh ra. Thì như vậy cái hệ thống của 12 nhân duyên chúng ta thấy là cái nguyên lý sinh khởi trong cái cuộc đời tham đắm tìm cầu của con người trần gian. Thì chúng ta đang nhìn thấy bây giờ người ta khát khao nhiều cái vấn đề lắm, trong cái tham đắm, trong cái tìm cầu của một cái bể ái, nó dẫn ra cái gì? Nó dẫn ra cái tham dục. Tại là ứa tiếng mật đường chua nịnh, mùi thì quen người mùi thơm bất tỉnh, lưỡi thì dệt thêu lắm chuyện gay go, ngồi nơi này thì khen nơi này chê nơi kia, còn đến ngồi nơi kia thì khen nơi kia và chê nơi này. Thì đó là cái cảnh ngũ dục ngũ trần. Thế thì cái quá trình ngũ dục ngũ trần này mà chúng ta lăn lộn trong cái bể khổ sanh tử cái cuộc đời này, rồi như vậy là khát khao tham đắm ham muốn, vì cái sự ham muốn đến tột độ trong cái ngũ dục ngũ trần dẫn đến các cái tội lỗi, dẫn đến nghiệp. Bởi vì không hiểu biết do vô minh, thì vô minh đứng đâu thật là nguy hiểm. Vô minh ái thù hữu ba duyên này là những cái yếu tố căn bản của quá trình khổ đau. Thì như vậy cũng do vô minh thôi, do vô minh mới dẫn đến cái vấn đề là tham đắm tìm cầu như thế. Thế thì trong cái quá trình tham đắm tìm cầu tạo cái nghiệp, nhưng mà
cái ham muốn nó tột bậc. Khi có được cái này rồi thì muốn có cái kia, có cái kia rồi thì lại muốn có cái kia nữa. Bởi cái ham muốn của con người nó không có giới hạn. Do vậy con người tạo ra cái nghiệp nó nhiều. Nó nhiều thì gọi nó tích trữ lại thì gọi là hữu. Những ái thì sinh ra thù. Ái làm duyên sinh thù. Tại sao ái là sinh ra được thù? Thù là bảo thù. Cứ khư khư giữ lấy, không chịu buông bỏ. Chấp thù, chấp trước. Nói chung là do cái tham ái và thù, không chịu buông bỏ bởi cái sự ham muốn. Bởi cái sự ham muốn càng lớn thì cái sự chấp thù càng lớn. Cho nên ái mới sinh ra thù. Ái mới sinh ra thù là như vậy. Ái làm duyên cho thù. Nếu không tham ái thì không có thù. Bởi vì ái hết thì thù hết. Ái diệt thì thù sẽ diệt. Ái sinh thì thù sẽ sinh. Cái này có thì cái kia có. Thì như thế là quá trình nó trở thành một cái dây chuyền mặt xích giữa 12 nhân duyên, không giới hạn ở 3 kiếp mà từ kiếp này sang kiếp khác trầm luân trong cái biển khổ sinh tử, không bao giờ ra khỏi, trong vô lượng kiếp, là do cái ái và cái thù này. Thế thì cái thù rồi chấp thù. Do vậy cho nên là thụ sinh ra hiểu. Thì lúc này là cái tích tụ nghiệp và tích tụ trong cái thụ này, không chịu buông bỏ, không chịu diệt dục, diệt nghiệp, mà luôn luôn tham dục. Đấy, những cái ham muốn đó không được diệt, trong cái bể ái, trong cái tham ái, mà dẫn đến hiểu. Hiểu là có. Có là có cái gì? Hiểu là có ba hiểu. Ba hiểu đó là những gì? Nay các tỳ kheo có ba hiểu này. Đức Phật nói trong kinh như vậy. Dục hiểu, sắc hiểu và vô sắc hiểu. Thế thì dục hiểu là những cái tội lỗi trong cái tham đắm tìm cầu, trong tham dục. Hiểu là có dục. Mà dục này là dục vọng chứ không phải là chánh dục. Bồ Tát thì nguyện dục không diệt. Mà dục ở đây không phải là tà dục, không phải là dục vọng, mà gọi là chánh dục. Tai nghe là phải nghe một cách chân chính. Mắt xem không phải xem viền cành trong cái sáu dục. Còn đối với chúng sinh thì như thế nào? Thì do cái tham ái dần đến cái tham dục. Mà tham dục thì nó sẽ đi đến cái có dục, gọi là dục hữu. Nếu có dục hữu thì kiếp sau là bắt đầu sinh ra sắc, vô sắc, tức là thọ tưởng tư xúc tạng ý, đó là tinh thần. Còn sắc là thể chất, thì đây quay trở về danh sắc. Ở cái kiếp hiện tại là được sinh ra, tức là khi có danh sắc rồi, có sắc hữu và vô sắc hữu với dục hữu, thì kiếp sau bắt đầu được sinh ra, gọi là sinh hữu, sinh sinh hữu làm duyên cho sinh, tức là con người được sinh ra. Và sinh làm duyên cho lão tử, là con người sinh ra và có cuộc sống cho đến lão tử, là một kiếp đời sau nữa. Như vậy là ba kiếp, trong 12 nhân duyên là ba kiếp. Thì ba kiếp là sinh và lão tử kiếp sau, là do có một cái vốn của nó là hữu. Vốn của nó là hữu, nó bao gồm những cái gì? Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Lấy dục hữu là gì? Là nghiệp được quan tập trở lại ở trong cái tham đắm tìm cầu của cả cuộc đời này. Còn sắc hữu là có thể chất, và vô sắc hữu là tinh thần. Đó là khi chúng ta chết rồi thì kiếp sau là bắt đầu cái vốn nó có, là nó có từ cái hiệu này mà có sắc hiệu, vô sắc hiệu, thì sinh ra kiếp sau.
Thế thì phía trước chúng ta từ quá khứ ứng thế, tức là cái dục chính là nó tích tụ trong cái thức những cái tội lỗi, những cái tạp khí phiền não của dục, tức là trong thức nó thấm nhuần trong thức, cái thức mới sinh ra danh sắc. Danh gọi là tinh thần, sắc gọi là vật chất, danh là vô sắc hữu, còn sắc là sắc hữu. Cho nên cái danh sắc ở đây với sắc hữu và vô sắc hữu là một. Một ở đây có nghĩa là hình thức đó là một, có nghĩa là kiếp trước anh vô minh mà tạo ra hành thì như vậy nó sinh ra được cái thức. Thức đây chính là hữu này. Hữu là gì? Là dục ở trong đó. Có dục hữu. Dục hữu tức là nghiệp do hành tạo ra. Đó là cái công đoạn thứ nhất của quá khứ. Cái kiếp quá khứ như vậy thì từ cái danh sắc này mày lục nhập, sau đó sinh ra, sinh ra là lục nhập làm duyên cho xúc. Thì cái kiếp thứ ba đằng sau đó là kiếp hiện tại này. Kiếp trước là có cái gì? Có vô minh, có hành, có thức. Rồi kiếp thứ hai này là có cái gì? Có ái, có thù, có hiểu. Ái là tham ái, đó là cái vấn đề do không hiểu biết mà tác nghiệp thôi. Rồi dục, đó là nghiệp, là tham dục, dục vọng, tất cả đó là nghiệp được tạo ra từ cái tham ái. Rồi đến thù, thù là không chịu buông bỏ trong cái tham đắm tìm cầu, rồi dần đến hiểu có nghiệp. Thế là vô minh hành và thức là quá khứ, còn hiện tại là ái thù hiểu. Ba cái này là ba cái nhân tố tạo lên nghiệp. Hiểu là cái tích tụ của nghiệp và sinh ra con người, là cái hiện tại, còn ái và thù là cái quá trình tác nghiệp, cũng giống như hành và vô minh. Vô minh do không hiểu biết thì lúc đó tạo nghiệp. Nên anh này tạo nghiệp nhưng không chịu buông bỏ, không chịu buông bỏ gọi là thù, thì tích tụ thành như vậy là hiểu. Thì có sắc hiểu không có ra hiểu, thì bên này là có danh và có sắc. Thì như vậy giữa cái kiếp trước của chúng ta có danh sắc để sinh ra kiếp hiện tại này, và sắc hiệu vô sắc hiệu của kiếp này sau khi chúng ta chết thì sinh ra kiếp vị lai, sinh và lão tử. Thì như vậy là cả một cái quá trình ba kiếp gọi là tám thế lượng trung nhân quả, có nghĩa là một cái nhân trong kiếp hiện tại này chúng ta đang bị hưởng cái quả kiếp trước, còn cái nhân kiếp này chúng ta tạo ra thành lão tử kiếp sau. Như vậy là sâu đi khổ não trong 12 nhân duyên. Thế thì 12 nhân duyên là cái gì? Có phải 12 nhân duyên là cái hòa hợp lại nó sinh ra con người hay không? Thì điều đó hoàn toàn phải. Đấy chỉ là cái nguyên nhân, cái lý do theo luật nhân quả để mà sinh ra. Cái này duyên cho cái kia thôi. Thì con cái này có mới duyên được cho cái kia, mà cái này không có thì lấy gì mới duyên cho cái kia sinh. Cho nên thử hiểu tắc bị hiểu, cái này có thì cái kia mới có, cái này không thì cái kia sẽ không. Ví dụ như vô minh có thì hành sẽ có, và vô minh không thì hành sẽ không. Nếu vô minh mà không có thì hành sẽ không có, cho nên lão tử sẽ không có. Như vậy 12 nhân duyên bị đoạn diệt, thì con người thoát ly sanh tử, con người không có sanh tử vào cái đường khổ ách này nữa. Ví dụ như nếu như hành lớn thì phải mang thân tật nguyện bẩm sinh chẳng hạn, cái danh sắc dựa trên cơ sở thức để mà sanh. Thì cái hiểu thế, cái hiểu dựa trên dục hiểu để mà sanh sắc hiểu và vô sắc hiểu. Nếu dục hiểu mà lớn
thì sắc hữu là tật nguyền bẩm sanh, và đồng thời là vô sắc hữu cũng là cái tinh thần của cái tật nguyền này. Bởi vậy cho nên là con người chúng ta được tồn tại bảo tồn trong cái thế giới này không vậy là di truyền, không phải. Thế nên cái thuyết di truyền mà so với thuyết nhân duyên thì nó chẳng giống nhau một tí, nó hoàn toàn trái ngược nhau. Cho nên bố mẹ là thế này cho sinh con ra, nó lại là bởi vì đây là cái tái sinh, nhưng nó không phải nó sinh theo cái di truyền, không phải là sinh theo thể hệ, là bố mẹ có thể tự sinh được con thì mới gọi là di truyền. Thì bên này bố mẹ không tự sinh được con, con cái sinh như thế nào thế rồi tới đây là chúng ta sẽ cụ thể trong cái kinh duyên sinh chúng ta phải làm sáng tỏ ra cái chân lý tồn tại, rồi cái chân lý bảo tồn trong tồn tại của tự nhiên của các vật, thì xem nó là di truyền hay nó là tái sinh. Thì cái vấn đề này là đối với con người là có phải là do di truyền hay là do tái sinh, thì là 12 nhân duyên được mô tả một cách rất rõ trong cái lĩnh vực này.